Thưa quý vị, mạng xã hội được ví như là một thế giới thu nhỏ. Ở đó thì cư dân mạng tìm thấy đủ mọi thông tin cần thiết chỉ bằng một cú click chuột hay từ những thao tác đơn giản trên chiếc điện thoại di động của mình. Tự do bày tỏ những cảm xúc vui buồn, thậm chí là phẫn nộ, đã xéo người mình ghét, không khác gì cuộc sống thật. Sức mạnh của cộng đồng mạng là không thể phủ nhận. Nếu số đông cùng kêu gọi điều tích cực thì sẽ lan tỏa giá trị tốt đẹp. Ngược lại, nếu chung tay làm điều sai trái sẽ dẫn đến hệ lụy khôn lường. Còn nhớ vụ việc cách đây không lâu, nam thanh niên hổ báo ra tay hành hung hai nữ sinh giả mang khi va chạm giao thông trên đường. Sau khi camera về vụ việc được phát tán, hầu hết đều rất phẫn nộ trước hành vi của người này. Thay vì chờ công an vào cuộc, cư dân mạng đã nhanh chóng tìm đến tận nhà xử tội nam thanh niên trong đoạn clip nhằm trả đũa thay nữ sinh. Trước đó, mạng xã hội xuất hiện hình ảnh ghi lại cảnh người đàn ông thẳng tay tát vào mặt con ruột chỉ mới 3 tuổi của mình. Dù hàng xóm đã cố gắng can ngăn, nhưng do có hơi men trong người, ông bố trẻ đã không thể kiểm soát hành vi. Chỉ sau ít phút, sau khi đoạn clip được đăng tải, một nhóm người đã kéo đến nhà trọ, ra tay hành hung, khiến người đàn ông chảy máu đầu và bị thương khắp cơ thể. Ngay cả chủ nhà cũng bị hỏi tội vì nhóm người này cho rằng chủ nhà bao che, không kịp ngăn cản. Thay vì lên án hành vi dùng bạo lực giải quyết bạo lực, thì cộng đồng mạng lại rất tán thành với cách làm này, thậm chí là cổ vũ, kích động người trong cuộc. Lướt qua xem thì ta thấy bức xúc. Có nhiều người thì người ta không hiểu rõ cái tình huống như thế nào, người ta cũng sẽ kéo đến đánh. Nhưng mà theo như nhiều cái trường hợp, nhiều khi cái đôi lúc đã xảy ra nhiều cái nó không hay mấy. Nên cái gì mình cũng phải tìm hiểu cho kỹ đã. Theo mình thấy hành động này cảm tính và số đông quá. Mọi người có để pháp luật xử lý. Về mặt pháp lý thì cái việc mà những cá nhân họ đến nhà người khác để họ thực hiện hành vi gọi là trả thù thay đó, mà nó có cái dấu hiệu hình sự của tội xâm phạm chỗ ở người khác theo quy định tại điều 180 luật hình sự thì có thể bị xử phạt cải tạo không giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 5 năm. Trong trường hợp mà họ đến nhà và có hành vi là gây thương tích cho người khác, gây tổn hại sức khỏe cho người khác thì bị xử phạt theo cái tội danh điều 140 luật hình sự với mức phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng với mức thấp nhất và mức cao nhất là đến 20 năm hoặc tù chung thân. Không chỉ dùng bạo lực tấn công tinh thần cũng là cách làm phổ biến của một bộ phận cư dân mạng. Năm 2018, từng rầm rộ vụ phụ huynh đến tận trường gặp giáo viên đòi lại quần của con gái để quên trên lớp. Kèm theo đó là những lời nói khiếm nhã có phần xúc phạm nhân cách thầy giáo. Chưa chắc gì cái bộ đồ thầy mặc ở trên người nó giá trị hơn cái quần của con tôi đâu nha. Thầy đừng có nói kiểu đó nha. Cư dân mạng lập tức đứng ra lấy lại công bằng cho người thầy bằng cách là tấn công trang cá nhân, tìm ra số điện thoại, địa chỉ nhà của nữ phụ huynh, ngày đêm đe dọa, thậm chí còn tìm ra nơi làm việc để công kích. Cuối cùng, người này cũng phải nhận lỗi vì quá sợ hãi. Trên mạng cũng thường xuyên xuất hiện những câu chuyện vạch tội người khác, dù chỉ là lời nói một phía, nhưng số đông lại tin tưởng tuyệt đối và bắt đầu công kích kẻ bị cho là xấu xa trong lời kể. Bình luận chửi bới, xúc phạm nặng nề, thậm chí muốn người đó phải trả giá bằng tính mạng. Ít ai biết những bình luận ác ý này có thể sẽ rước họa. Cái việc ảnh hưởng đến tinh thần người khác thì rõ ràng là nó rất là nghiêm trọng, tại vì có một số trường hợp họ làm họ bị sốc mặt tâm lý. Rồi có một số người bị lo âu, sợ hãi, dẫn đến bị rối loạn về tâm thần. Rồi thậm chí có nhiều người họ tự tử vì cái việc mà bị tấn công mạng như vậy. Rất là nguy hiểm. Thì trong hợp nếu mà tấn công vào mạng xã hội mà vào cái trang cá nhân của họ và làm họ bị tổn thương về tinh thần dẫn đến tự sát thì nó cấu thành tội điều 155 luật hình sự về tội làm nhục người khác ở khoản 3, tức là làm cho nạn nhân tự sát với mức phạt là lên đến 5 năm tù. Mỗi người phải tự biết tiết chế bản thân chứ không nên quá khích trước một sự việc, đôi khi sẽ tạo cơ hội cho kẻ gian mượn tay cư dân mạng làm việc xấu. Đừng nhân danh công lý để làm điều vi phạm đạo đức và cả pháp luật. Mọi người đều có quyền bày tỏ cái thái độ của mình đối với hành vi sai trái của một cá nhân nào đó. Nhưng ở đây vấn đề không phải là vì chuyện bức xúc, vì tức giận như vậy mà cho mình có quyền được hành xử thay cho pháp luật. Cái điều đó là rất là nguy hiểm, nó sẽ tạo một cái hiệu ứng dây chuyền, tức là người này làm được và những người khác họ sẽ bắt chước làm theo. Nếu mà có những hành vi mà nếu vi phạm pháp luật thì sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật, theo những cái tội danh tương ứng mà hành vi họ đã làm.
Sức mạnh của đám đông có thể gây ra những tác động tích cực lẫn tiêu cực. Hãy dùng sức mạnh đó để nhân rộng điều tốt đẹp, chứ đừng cổ suý hành động xấu xí, tránh hại người, hại thân.